Review phim mới. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim về đề tài trộm cắp cực kỳ hấp dẫn là Phi vụ triệu đô phiên bản Hàn Quốc. Bộ phim lấy bối cảnh năm 2025 khi Hàn Quốc và Triều Tiên có cơ hội thống nhất với sự ra đời của khu kinh tế chung GEA, Sở Đúc Tiền Thống Nhất và Ủy ban Chuẩn bị Thống Nhất sẽ được thành lập. Đây là Lee Hong Jan, một cô gái sống ở Triều Tiên, là fan hâm mộ trung thành của nhóm nhạc BTS, nhưng khác với những ARMY bình thường. Cô là đặc công của quân đội Triều Tiên trước thống nhất. Khi những kỳ vọng về sự thống nhất tắt dần, bỗng dưng đài báo đưa tin đình chiến, những cô gái tưởng chừng như đã héo mòn trong quân ngũ này được trả tự do. Không cần nghĩ nhiều, ngay sau khi xuất ngũ, Jan đã rời Bình Nhưỡng đi đến Seoul, nhưng vừa đặt chân đến đây, Jan đã bị bọn môi giới nhập cư lừa sạch tiền. Trắng tay nơi đất khách nên cô phải làm phục vụ nhà hàng, đồng nghiệp tốt bụng mời Jan ăn, nhưng cô không thèm. Tại sao con nhỏ đó có thể ngồi ăn cạnh đống rác được chứ? Vì để nhanh chóng kiếm tiền trả nợ, Jan còn đi làm thêm ở quán karaoke mặc xác để những gã đàn ông tùy ý xàm sỡ cơ thể. Xong việc, Jan đến một tòa nhà cũ để gặp chủ nợ của mình. Để có thể tồn tại ở Seoul, Jan đã phải vay một số tiền từ bọn cho vay nặng lãi. Tên đầu gấu này dụ dỗ Jan dùng ma túy. Bàn tay dơ bẩn của hắn sờ vào mông cô, miệng thì lẩm bẩm cảnh cáo. Muốn tồn tại ở đây thì đầu óc phải linh hoạt. Có vẻ như Jan đã quá quen với việc này nên không hề phản kháng. Đột nhiên có một cô gái người đầy thương tích bị lôi vào phòng. Jan sửng sốt khi biết đây chính là cô bạn đồng nghiệp đã ngồi ăn cạnh đống rác hôm nay. Quá phẫn nộ trước cảnh này, Jan buông miệng chửi lũ súc vật chúng mày là những tên cướp ác độc, làm hắn tức giận giố cho cô một cái bợp tai ngã lan ra đất, rồi tuột quần ra định nướng củ khoai. Trong khoảnh khắc ấy, nữ đặc công Jan như được thức tỉnh. Cô chống trả rồi lại chạy tới lấy được một khẩu súng. Tên đầu gấu vẫn nghĩ Jan là một cô gái ngây thơ không biết dùng súng, liền lao tới bóp cổ rồi đẩy Jan ra ngoài cửa sổ. Kết quả bị cô cho một phát đạn đi về gặp ông bà tổ tiên. Lúc này Jan mới nhận ra một chân lý, đó là một đêm ăn cắp bằng 3 năm làm. Tên ngu kia cầm dao bắt lấy cô bạn rồi khống chế để uy hiếp Jan. Một nước đi sai lầm khiến hắn chết ngay tại chỗ. Thằng còn lại nhìn thấy vậy thì sợ mất mật đái luôn ra quần. Cũng từ đây Lee Hong Jan trở thành tội phạm truy nã số 1 Hàn Quốc, liên tục thực hiện các vụ cướp với các tổ chức tín dụng đen. Lúc này Jan không còn nơi nào để đi và cũng không muốn đi đâu. Cô liền nảy sinh ý định tự sát. Rồi đột nhiên một người đàn ông đi đến trước mặt cô. Sự xuất hiện của anh ta đã đưa cuộc đời Jan sang một trang khác. Anh ta tự xưng là giáo sư và thuyết phục Jan tham gia vào một phi vụ trộm tiền thay đổi thế giới. Anh ta nói, nếu đã định từ bỏ mạng sống thì hãy thử giao nó cho tôi xem. Thế là Jan quyết định tham gia phi vụ 4.000 tỷ. Không lâu sau, một đội quân có cùng chí hướng được giáo sư tập hợp lại. Họ đi vào một nơi bỏ hoang để bàn kế hoạch, để không bại lộ thân phận, để phòng trường hợp khẩn cấp họ không dùng tên thật mà chỉ dùng biệt danh. Anh chàng trẻ tuổi này chọn biệt danh là Gio, dù nhảy cực kỳ xấu nhưng kỹ năng hack của anh ta cực kỳ đỉnh. Tiếp đến là Denver, một tên giang hồ đường phố, tay trắng vì tham gia đánh nhau trái phép, đánh cả con bạc cược cho mình rồi bỏ chạy. Gia nhập nhóm còn có ông chú sâu ria Moscow, cha con với Denver và là một thợ mỏ lâu năm, có thể đảo mọi thứ. Còn cô nàng với cặp mông cực chịu này là Nai Zobi, chuyên gia lừa đảo, hễ mở miệng là nói dối, chuyên làm giả tiền và giấy tờ, vụ lớn nào cũng có mặt. Gian ngắn ngầm nhìn cặp lính đánh thuê đến từ Trung Quốc là Oslo và Helsinki. Tiếp theo là Berlin, tội phạm số 1 Triều Tiên với tội danh vượt ngục, buôn ma túy và vũ khí. Đến lượt Jan, cô chọn biệt danh Tokyo vì sắp làm chuyện xấu. Vậy là một nhóm cướp đã được thành lập để chuẩn bị lấy đi 4.000 tỷ và rời đi như một cơn gió. Mục tiêu của bọn họ chính là Sở Đúc Tiền Thống Nhất thuộc khu kinh tế chung. Đây là nơi có độ bảo mật và an ninh nhất tại Hàn Quốc. Cứ cách 2 mét là có vài tên cảnh vệ. Thế nhưng sở trưởng ở đây lại là một tên biến thái, lúc nào cũng muốn được nướng củ khoai với cô nhân tình chân dài. Nhân cơ hội có một nhóm học sinh đến tham quan Sở Đúc Tiền, phía giáo sư lập tức lên kế hoạch đột nhập. Họ chọn bộ đồng phục màu đỏ với chiếc mặt nạ màu trắng, trang bị đầy đủ vũ khí, chuẩn bị tiến vào Sở Đúc Tiền. Gio hack vào hệ thống công trình chặn đường và làm ngắt kết nối bộ đàm của cảnh sát. Nhanh chóng cả nhóm cướp được xe và cải trang thành cảnh sát để đi vào Sở Đúc Tiền. Qua vài thao tác đơn giản của Gio, Berlin thành công qua được cửa kiểm tra. Phía bên này Tokyo và Nairobi cũng thuận lợi vào được bên trong. Tokyo nhanh tay chấn áp nữ nhân viên trước khi cô ta nhấn chuông báo động. Sau khi đột nhập vào trong, băng cướp nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát Sở Đúc Tiền. Gio xâm nhập chiếm quyền kiểm soát camera, những người còn lại thì tập trung tất cả con tin đến đại sành, tịch thu tất cả điện thoại và các thiết bị điện tử. Đúng lúc này thì người bên tổng bộ gọi đến kiểm tra tình hình. Cô tình nhân của tên giám đốc sở in tiền bị Berlin ép nghe máy. Cô ta cũng biết điều nên đã làm hài lòng được Berlin, nếu không thì chết chắc. Bên trong kho tiền, Denver, Moscow và Gio kết hợp khoan và hack để mở khóa két sắt.
ông già Mosco này cũng thật là, khóa bảo mật điện tử 3 lớp của người ta mà ông chỉ sử dụng một khoan một gậy xoay qua xoay lại vài cái đã mở được. Cả bọn cười tươi như hoa khi nhìn thấy đống tiền. Denver với ước mơ nằm trên tiền không kìm được phấn khích mà nhảy lên đó. Phía giáo sư ở ngoài cũng nhận được tin đã mở được két sắt. Kế hoạch thực sự bây giờ mới bắt đầu. Họ cho nhấn chuông báo động để cảnh sát tìm tới, xả súng về phía cảnh sát. Mục tiêu là không làm ai bị thương nên bọn họ chuyển súng hướng lên trời, nhưng không may Gio bị dính đạn. Cả nhóm đành phải ném bom khói rồi rút lui vào bên trong. Cũng may là Gio có mặc áo chống đạn nên không sao. Thì tin tức sở lúc tiền bị cướp bị phát ra. Để kiểm soát tình hình, phía Hàn Quốc quyết định hợp tác với Triều Tiên tìm biện pháp đối phó và thành lập đội phản ứng nhanh lấy sở trưởng sở cảnh sát tại GIA làm chỉ huy. Vụ này mà để ảnh hưởng tới hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ là nỗi nhục của quốc gia. Tại sở đúc tiền lúc này, các con tin được cấp cho mỗi người một bộ đồng phục giống như băng cướp. 3 tiếng sau khi sở đúc tiền bị chiếm, một đội được thành lập gồm có đại úy Cha Mu Húc phía Triều Tiên và chuyên gia đàm phán Seo Hu Jin phía Hàn Quốc chịu trách nhiệm giải cứu các con tin. Trong khi Cha Mu Húc muốn tấn công trực diện thì Seo Hu Jin kiên quyết đòi đàm phán. Một cuộc gọi được kết nối đến điện thoại của giáo sư. Trong khi Seo Hu Jin lòng vòng muốn giới thiệu thì giáo sư vào thẳng vấn đề luôn, đưa ra điều kiện là một chiếc trực thăng để trốn thoát và cố ý tiết lộ băng cướp chỉ có 4 người, kích động chỉ huy lên kế hoạch xâm nhập cấp quyền kiểm soát. Seo Hu Jin đã phát hiện đây là cái bẫy của giáo sư, cô ra sức thuyết phục nhưng không được, còn bị chỉ huy đuổi ra ngoài. Lúc này cô nhận được tin nhắn của bạn trai và đến gặp mặt, không ngờ người đó chính là giáo sư. Anh ta đã đi trước một bước trong ván cờ này, lên kế hoạch dự tính mọi việc có thể xảy ra khi tác chiến và tất nhiên là có cả cô ấy. Chỉ qua một dòng tin nhắn, giáo sư đã biết được Hu Jin đã rời khỏi đội đặc nhiệm, tức là phía Triều Tiên đã nắm quyền kiểm soát và sắp tấn công vào sở đúc tiền. Giáo sư thông báo cho mọi người chuẩn bị đối phó, tổng cộng sẽ có 5 lối để tiến vào. Đó là cổng chính, sân thượng, bãi đậu xe ngầm, lối thoát hiểm và sân bốc xếp. Trừ cổng chính và sân thượng dễ bị phát hiện cho nên bọn họ sẽ tiến vào bằng 3 lối kia. Quả nhiên như giáo sư dự tính, quân đội đã chia làm 3 hướng tiến vào. Và để đối phó lại, giáo sư đã cho con tin mặc đồng phục của băng cướp rồi đeo mặt nạ và cầm súng để ngụy trang, thậm chí là chuẩn bị vũ khí hạng nặng chờ đón đầu. Sau đó còn cho tên giám đốc sở đúc tiền đăng tải một đoạn video lên mạng thông báo cướp và con tin mặc đồ giống nhau. Họ còn đưa cả súng giả rất khó để phân biệt, đề nghị phía quân đội ngừng tấn công và tiếp tục đàm phán. Cùng lúc sở trưởng sở cảnh sát nhận được điện thoại nói cô bé xuất hiện trong video chính là con gái của đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của giáo sư, vì sự an toàn của con tin phía quân đội đành phải rút lui. Hu Jin bất ngờ nhận được một cuộc gọi, không cần nghe giáo sư cũng biết kế hoạch đã thành công bước đầu. Giáo sư lập tức liên lạc với băng cướp để thông báo chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch. Ngay từ đầu, mục tiêu của băng cướp không phải là cướp mà là tự in tiền. In 4.000 tỷ không thể truy vết và sau đó biến mất thật hoàn hảo. Đây có lẽ là cuộc cách mạng trong lịch sử tội phạm. 15 tiếng sau khi chiếm cứ, xưởng in tiền hoạt động không ngừng, con tin cũng được chia ra thành nhiều nhóm thay nhau làm việc. Theo thông tin đoạn video đã được phát tán trên mạng, biết được học sinh đã xuất hiện trong clip chính là Anna Kim, con gái của đại sứ quán Mỹ. Phóng viên của các tờ báo lớn nhanh chóng có mặt để hỏi về vụ tấn công đêm qua. Đúng lúc Hu Jin xuất hiện nói đó là tin giả và ưu tiên hàng đầu của bọn họ là giải cứu con tin. Ngay lập tức một cuộc họp được mở ra bên phía cảnh sát, nhận thấy băng cướp hoạt động rất có tổ chức, rõ ràng chúng từng được đào tạo kiểu quân đội. Liệu đây có phải một âm mưu chính trị hay chỉ là một băng cướp thông thường, tất cả vẫn chưa thể kết luận được. Seo Hu Jin gọi điện cho giáo sư để tiếp tục đàm phán, cô hỏi thăm tình hình với các con tin, nhưng giáo sư lại chuyển chủ đề hỏi lần cuối cô đạt cực khoái là khi nào, và không quên cảnh cáo cô đừng lừa dối anh ta như vụ ba đội đặc nhiệm tối qua, như vậy sẽ nguy hiểm đó. Hu Jin nói từ giờ cô sẽ chỉ huy, nên không có chuyện lừa dối nữa. Giáo sư nói đầu tiên cần tìm hiểu và xây dựng lòng tin và hãy gọi lại cho anh khi nào cô sẵn sàng nói về lần cực khoái gần đây nhất. Bên trong xưởng in tiền, các con tin vẫn chia nhau ra làm việc. Nhóm của Nairobi phụ trách in tiền, nhóm của Denver và Mosco phụ trách đào hầm. Nhân lúc không ai theo dõi, tên giám đốc xưởng in đã lén lút rời đi tìm cách liên lạc với bên ngoài, nhưng đã bị Tokyo phát hiện và đưa đến gặp Berlin. Đúng lúc Denver dắt một con tin bị thương ở tay tới, tên giám đốc nhanh chóng viện lý do là đi lấy dụng cụ y tế để băng cho nhân viên của mình. Dù biết là hắn nói dối, nhưng Berlin không nói gì thêm, chỉ cho tập hợp tất cả con tin rồi chia làm hai nhóm, dân Hàn Quốc đứng sang bên trái, dân Triều Tiên đứng sang bên phải. Sau đó nói nếu các bạn làm sai và gây nguy hiểm cho người khác thì sẽ chịu phạt. Triều Tiên sẽ bị phạt khi Hàn Quốc mắc lỗi và ngược lại Hàn Quốc sẽ bị phạt khi Triều Tiên mắc lỗi. Và để không bị phạt oan ức, hãy theo dõi đối phương thật kỹ.
con gái của đại sứ quán Mỹ, không thuộc nhóm nào nên được CEO đưa vào phòng riêng giám sát. Phía bên quân đội cũng chỉ biết chờ đợi. Hu Jin ra lệnh cho tất cả mọi người tắt hết di động và các thiết bị thông minh, từ giờ chỉ liên lạc thông qua bộ đàm, cho sơ tán tất cả mọi người ở các tòa nhà gần đây ra khỏi vành đai cột sóng, để dễ bề theo dõi tín hiệu bên trong xưởng in. Lúc này, tên giám đốc sở đúc tiền vẫn không an phận mà xúi dục nhân tình tìm cơ hội đi vào văn phòng của hắn tìm chiếc đồng hồ thông minh mà hắn hay dùng để liên lạc với cô, rồi báo với cảnh sát là bọn cướp đang câu giờ để in tiền. Nhân tình tức giận khi hắn bắt cô lao đầu vào nguy hiểm, thế là hai người ồn ào thu hút sự chú ý của Denver. Tên giám đốc nhanh mồm bảo cô ấy đang mang thai, rồi xin Denver cho cô nghỉ ngơi. Thế là Mison được đưa đến chỗ của Anna. Biết được kế hoạch, Anna đã đề nghị giúp đỡ, sau đó thu hút sự chú ý của Gio thông qua camera, rồi nói mình đang bị rụng râu cần vào nhà vệ sinh. Tranh thủ chút thời gian để Mison tìm kiếm chiếc đồng hồ, cô gạ tình Gio. Thanh niên mới lớn đang sung sức nên Gio dễ dàng bị dụ. Anna cướp súng, rồi uy hiếp Gio, đang phê bị làm mất hứng. Gio tức giận nói có giỏi, thì bắn đi xem nào. Thế là Anna bóp cò, nhưng không được. Gio cướp lại súng nói không biết dùng thì đừng có mà bày đặt, nằm im đấy cho bố nghe chưa. Bên này cô nhân tình cũng đã tìm được chiếc đồng hồ của tên giám đốc. Vừa bật lên thì bên ngoài cảnh sát đã dò được tín hiệu. Đúng lúc này Denver xuất hiện hỏi cô đang làm gì ở đây. Cô ta nói mình đói nên đi tìm chút gì ăn. Denver cũng không nghi ngờ mà lấy ra mấy cái bánh với hộp sữa đưa cho cô ta. Bên ngoài cảnh sát cũng nhanh chóng tra ra số đăng ký dịch vụ, biết đó là đồng hồ thông minh của tên giám đốc, nhưng đang gọi đột nhiên tắt máy. Để nắm thêm thông tin, Hu Jin gọi điện cho giáo sư. Cô nói lần cực khoái gần đây nhất của cô là vào 2 tháng trước. Có qua cũng phải có lại. Giờ đến lượt Hu Jin hỏi. Cô hỏi thăm về tình hình của các con tin, biết được các con tin an toàn và chiếc đồng hồ chưa bị phát hiện. Nhưng vấn đề là làm sao để liên lạc lại. Chuyên gia IT bên phía cảnh sát nghĩ ra cách gửi tin nhắn cho bạn họ nói mình là cảnh sát, yêu cầu bấm vào đường dẫn là sẽ mở cửa hậu để hack vào được. Bên trong xưởng in lúc này, Denver cảm thấy bất bình vì tên giám đốc nướng củ khoai làm con người ta có bầu xong chối bỏ. Thích cãi không cắt lưỡi luôn bây giờ, Mison lập tức lại ngăn cản, nói mình cũng đã phát ớn tên này lắm rồi. Sau đó nhân cơ hội đút chiếc đồng hồ vào tới hắn. Phía giáo sư cũng linh cảm được có gì đó bất chắc thông qua thái độ thong thả của Hu Jin. Nó có nghĩa là cô ấy đã có quân bài trong tay, rồi liên lạc với phía xưởng in để hỏi thăm. Gio nói không có gì, nhưng giáo sư vẫn thấy có biến số. 28 tiếng sau khi sở đúc tiền bị chiếm cứ, phía cảnh sát chuẩn bị hack vào đồng hồ. Tên giám đốc lúc này viện cớ đau bụng để đi vào nhà vệ sinh. Khi vừa lấy chiếc đồng hồ ra liên lạc, thì Denver tiến lại nói nhìn mặt ông gian gian kiểu gì thôi, tốt nhất là mở cửa mày. Còn ý kiến nữa là cho ị trong quần luôn, nghe chưa? Lúc này Hu Jin đã nhận được tin nhắn của giáo sư và đến quán ăn. Đúng lúc đội đặc nhiệm gọi điện đến, giáo sư nghe lén và biết được trong số con tin có người lén liên lạc với cảnh sát. Hu Jin cũng phát hiện giáo sư nghe lén cô điện thoại bèn tra hỏi. Nhưng giáo sư nói chỉ là dạo gần đây thấy cô ít liên lạc, sợ cô đã có người khác nên mới làm vậy. Hu Jin cũng nói dạo gần đây cô có nhiều việc cần phải giải quyết nên cô khó có thể mà hẹn hò nghiêm túc với ai, rồi quay trở lại đội đặc nhiệm. Ngay sau khi Hu Jin rời đi, giáo sư lập tức gọi điện cho Becklin, nói một trong số các con tin có chiếc đồng hồ thông minh và đang cố gọi cho cảnh sát. Lập tức Becklin cho tập hợp tất cả con tin tới sảnh chính. Lúc này tên giám đốc có dự cảm chẳng lành liền đánh liều kết nối với đường dẫn cảnh sát gửi đến để bọn họ hack vào. Đúng lúc cảnh sát vừa kết nối thành công thì Becklin kêu tên giám đốc bước ra và nói một trong số các con tin không giữ lời hứa và cố liên lạc với bên ngoài. Anh là giám đốc, hãy chịu trách nhiệm tìm ra ai đang giữ thiết bị liên lạc. Thế là từng người bị kiểm tra, tới lượt nhân tình tên giám đốc cố giả qua loa để đến người khác. Nhưng làm sao qua mắt được Becklin, đồng chí giám đốc làm như vậy là không được rồi, phải làm như này này. Thế là thiết bị báo lên, Becklin kiểm tra thì thấy mặt dây chuyền. Mison thở phào nhẹ nhõm, nhưng Becklin vừa qua đi thì chiếc đồng hồ rớt ra, thôi xong quả này ăn lờ luôn. Becklin nhặt chiếc đồng hồ lên tỏ vẻ không hài lòng, sau đó đạp nát nó như đạp con dán. Lúc này bên cảnh sát nhận được cuộc gọi của giáo sư. Giáo sư nói về chuyện cái đồng hồ, lừa dối nhau như thế là không được rồi. Lần này anh bỏ qua, nhưng nếu có lần sau thì không chắc điều gì đã xảy ra. Về phần Becklin quyết định hành hình người phạm lỗi để làm gương và giao cho Denver xử lý. Gio vội chạy đi báo cho Tokyo để ngăn cản Denver nhưng không kịp. Sau khi nhận nhiệm vụ giết Mison, mặc dù Denver có chút do dự, nhưng cuối cùng tiếng súng cũng vang lên. Becklin lập tức đi đến hiện trường kiểm tra, vào tới thì đã thấy Mison nằm trên vũng máu. Sau khi xác nhận đã chết, Becklin tỏ vẻ hài lòng. Chú em làm tốt lắm, từ từ sẽ quen thôi. Vì Becklin đã vi phạm luật không giết ai, nên cả nhóm bắt đầu mâu thuẫn nội bộ. Cuối cùng giáo sư gọi đến để kiểm tra. Becklin không hề đề cập gì đến chuyện con tin bị giết, chỉ nói vụ chiếc đồng hồ đã được xử lý ổn thỏa.
Nhưng sự thật là Mison chưa chết, tiếng súng nổ là do Denver cố tình bắn vào đùi cô ta, bởi vì nếu Denver không làm mà để Becklin ra tay, thì Mison chắc chắn sẽ chết. Nếu việc này mà để Becklin biết, thì Denver và Tokyo đi bụi ngay. Tuy đã được cứu sống nhưng tình trạng hiện tại của Mison không mấy khả quan. Tokyo tiêm kháng sinh sau đó băng bó lại vết thương cho cô ta. Denver muốn nói cho giáo sư biết việc này, nhưng Tokyo nói, cho dù giáo sư có biết thì Becklin vẫn sẽ giết cô ta. Không thể để Becklin tiếp tục thế này, cần loại hắn ta khỏi vị trí chỉ huy. Nhưng để làm được việc đó trước tiên phải xử lý được Oslo và Helsinki. Cùng lúc này thì giáo sư nhờ Gio kiểm tra nhật ký truy cập của đồng hồ để đề phòng bên cảnh sát đã nắm được thứ gì đó. Quả nhiên từ chiếc đồng hồ cảnh sát đã biết được danh tính thật sự của Gio. Anh là một hacker thiên tài từ hồi mười mấy tuổi, hèn gì đội IT bên ta phải ngậm củ hành. Hu Jin nói, nếu chúng đã lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy, chắc chắn đã từng đến sở đúc tiền và bảo cấp dưới kiểm tra lịch sử băng ghi hình camera khu vực gần đây. Bên trong sở đúc tiền, Denver ngồi giám sát để các đồng chí con tin đào hầm. Nhưng anh cứ bồn chồn lo cho tình trạng của Mison nên nói phét với các đồng chí rằng mình buồn ỉa cần phải đi giải quyết. Thực chất là để đi vào chăm sóc cho Mison. Còn tên giám đốc cay cú nói giết người xong vẫn còn thoải mái đi ỉa được, đúng là đồ thần kinh. Lúc này một nhóm người đến cảnh cáo rằng đừng có mà hành động ngu xuẩn nữa. Cũng tại vì anh mà Mison mới bị giết. Nhưng hắn lại gân cổ lên cãi, tôi làm vậy là vì bản thân tôi sao? Thôi đừng bốc phét nữa, đừng tưởng tôi không biết anh sợ chết nên mới đổ tội cho Mison, sau đó giã cho hắn một cái vòng mồm ngã lăn ra đất. Đúng lúc thấy Mốt Câu đi tới, anh ơi cứu em với, đám cộng sản này nó đòi giết em luôn kìa anh ơi. Mốt Câu nói, không phải các người là một hội sao? Đã không giúp nhau thì thôi lại đánh nhau, còn anh đừng tìm cách giở trò nữa, lo mà làm việc cùng mọi người đi. Ở ngoài sảnh chính, sau khi cho các con tin ăn xong, vì thấy Tokyo có biểu hiện lạ, Becklin ra lệnh để Oslo đi theo giám sát Tokyo. Để triển khai kế hoạch lật đổ Berlin, Tokyo đã rủ Oslo đi theo. Đúng lúc này Denver từ phía sau bay tới đá cho Oslo một cái ngã lan ra, rồi liên tiếp là những cú đá bồi. Tuy Oslo phản kháng lại được vài chiêu, nhưng với kinh nghiệm giang hồ đường phố của mình, Denver đấm cái nào ăn cái đấy, rồi nhanh chóng hạ gục Oslo. Cùng lúc này Helsinki đi kiểm tra, nghe thấy tiếng động lạ liền tìm tới, vừa định bước vào đã bị Tokyo chĩa súng vào đầu uy hiếp. Bên này Gio cũng đã làm xong việc giáo sư nhờ, chiếc đồng hồ tuy không còn dữ liệu, nhưng có dấu vết chuyển đi, dựa vào dung lượng có thể là hình ảnh hoặc video ngắn. Điều lo lắng nhất là liệu bên cảnh sát có thể thấy được mặt của một trong số bọn họ. Phía cảnh sát cũng phát hiện thêm được danh tính của Nairobi thông qua camera của cửa hàng tiện lợi trước sở đúc tiền. Hu Jin ra lệnh cho cấp dưới tiếp tục điều tra thêm hai người họ đã từng gặp mặt và nói chuyện với những ai. Bên trong xưởng đúc tiền cũng bắt đầu xảy ra chiến tranh nội bộ. Tokyo và Denver khống chế Oslo và Helsinki. Berlin đã vi phạm luật không ai phải chết nên Tokyo muốn Gio gọi cho giáo sư để tước quyền chỉ huy của hắn. Còn giáo sư lúc này đang ở bên ngoài doanh trại của cảnh sát. Không nói không rằng, anh lẻn vào như một cơn gió. Phía bên trong cảnh sát đã nắm chắc thông tin của hai tên cướp, đang suy nghĩ có nên công bố với báo chí hay không. Thì mặc cho sự ngăn cản của cảnh sát, giáo sư lao một mạch tiến vào bên trong. À thì ra là mẹ thanh tra Hu Jin không gọi được cho cô nên đã gọi cho giáo sư. Mẹ Hu Jin nói Mina sau khi đi học về đã bị bố con bé đưa đi đâu rồi ý. Hu Jin sau khi biết được thì điên tiết gọi điện cho anh ta, sợ anh ta giở trò dụ dỗ Mina. Hu Jin bắt anh ta phải đưa con bé về, nếu không thì cảnh sát sẽ đến và tặng cho chiếc còng số 8. Lúc đó đừng hỏi tại sao, đe dọa anh ta xong Hu Jin cúp máy và nói với giáo sư đây là khu vực an ninh, anh không nên đến đây. Sau khi ra về, bóng dáng của giáo sư đã vô tình lọt vào mắt của đại úy Cha Mu Húc. Bên trong xưởng đúc tiền, tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang. Tokyo nói Berlin không thích hợp làm chỉ huy, thế là Berlin đề nghị bỏ phiếu. Nhưng chỉ có mỗi Oslo và Helsinki đứng về phía Berlin, còn đâu mọi người đều đứng về phía Tokyo, cho tới khi giáo sư trở về và gọi tới. Lúc này Berlin mới thú nhận mình đã giết một con tin, điều đó đã làm giáo sư hết sức tức giận. Rồi giáo sư nói cảnh sát đã nắm được danh tính của Gio và Nairobi. Mọi người lúc này ai nấy cũng vô cùng hoảng hốt. Berlin nói, nếu làm như anh lúc đầu thì con tin đã không dám giở trò, rồi bắt đầu lôi kéo Gio và Nairobi. Ngay lập tức Nairobi lật mặt đứng về phía Berlin. Gio cũng bắt đầu xảy ra cãi vã với Denver, vì Denver cho rằng lộ mặt thì có gì phải sợ, nhưng để bố mẹ Gio biết thì hay lắm nhỉ. Anh bạn tức giận nói nhà anh ba đời tội phạm, đã thế anh còn giết người rồi thì sợ cái đáo gì. Đúng lúc Mốt Câu đi vào và nghe được câu nói đó, Berlin cũng thừa nhận mình đã sai Denver giết người. Mốt Câu liền tra hỏi Denver, mặc cho Denver giải thích thế nào, không thể tin là con trai mình lại giết người. Quá xúc động, Mốt Câu đã lên cơn đau tim. Ban đầu Mốt Câu muốn con trai mình tham gia cùng là vì sau vụ này họ sẽ có cơ hội sống một cuộc sống bình thường như bao người.
Trong lúc giáo sư đang hỏi kế hoạch tiếp theo của Berlin là gì nếu không có anh phải chịu trách nhiệm vì làm sai lệch kế hoạch ban đầu, hai bên đang tranh cãi thì Gio phát hiện có người mở cửa xưởng in. Thấy vậy, bên cảnh sát cũng ra lệnh cho FBI tiếp cận. Thì ra đó là mốt câu trong cơn mất bình tĩnh. Ông hối hận vì đã đưa Denver vào vụ này. Ông muốn cùng con trai ra đầu thú và sẽ nhận là mình giết chết con tin với sự nhạy bén của mình. Huzin biết được đó là hai tên cướp đang tranh cãi nhau. Không còn cách nào, Denver đành phải nói thật với bố. Mison chưa chết, cô ta được anh và Tokyo giấu vào phòng khác. Lúc này mốt câu mới bình tĩnh trở lại. Nhưng họ đã bị tia laser chiếu đầy người, xung quanh toàn là cảnh sát. Đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi bún, Berlin đã đưa ra một kế hoạch, đó là cho các con tin đeo mặt nạ lên và cùng bước ra ngoài với họ, làm cảnh sát không phân biệt được đâu là con tin đâu là cướp. Mọi người nhanh chóng giục nhau rút vào trong. Lúc này Gio và Dan vừa lại xảy ra cãi vã, thằng giám đốc nhân cơ hội nhảy được khẩu súng, rồi uy hiếp ngược lại đám cướp. Nhưng mà cái thằng cha này ngu quá là ngu, làm cảnh sát tưởng hắn là cướp. Huzin ra lệnh cho FBI nổ súng bắn vào ông ta. Khi chiếc mặt nạ rơi ra, họ mới biết đó là con tin. Lúc này cảnh sát mới biết mình bắn nhầm con tin. Lần này tới công chuyện luôn rồi, đám cướp cũng nhân cơ hội đó mà rút lui. Còn Gio vẫn chưa thể hoàn hồn cho đến khi Tokyo đến kéo mới tỉnh cơn. Sau khi vào trong, mọi người lập tức sơ cứu cho tên giám đốc. Nhưng viên đạn bắn quá sâu đành phải phẫu thuật ngay lập tức. Lúc này hắn đòi điện thoại về cho vợ. Suy cho cùng, người hắn muốn gặp lúc nguy hiểm vẫn là vợ chứ không phải bồ nhí. Giáo sư cũng bắt đầu đàm phán với cảnh sát, cho rằng bọn họ đã mắc sai lầm. Nếu mà con tin này bị chết, ai sẽ là người gặp rắc rối? Huzin nói nếu để báo giới sâu xé chuyện này thì cả hai bên sẽ không thoát khỏi liên quan, rồi đề nghị cho giám đốc nhập viện. Nhưng giáo sư đâu thể nào để điều đó xảy ra được. Vậy thì để đội y tế vào, trước tiên cần cứu sống anh ta đã. Lúc này giáo sư mới đồng ý, một tiếng nữa đội y tế sẽ vào và phải đáp ứng yêu cầu của tên giám đốc là gọi điện cho vợ hắn trước khi phẫu thuật. Bên cảnh sát lúc này cũng nghĩ ra một kế hoạch nghi binh, đó là cho đại úy Cha Mu Húc cải trang thành nhân viên y tế đi vào. Khi nhóm cướp để ý đến đội y tế, ta sẽ cho đội đặc nhiệm đeo mặt nạ tiến vào và tóm gọn tất cả. Cùng lúc đó, bên trong sở đúc tiền, Gio được Tokyo dẫn tới chỗ của Mison. Vì tình trạng của cô rất nguy hiểm cũng cần phải được mổ để lấy viên đạn ra, nhưng lại không thể đưa Mison ra ngoài. Vì trước kia Gio từng học trường y nên bọn họ muốn để cho anh làm việc này. Denver nói khi đội y tế vào sẽ nhân cơ hội trộm lấy dụng cụ, nhưng Gio sợ Berlin phát hiện nên đã từ chối rồi bỏ đi. Mison khi biết giám đốc bị ăn đạn đã nhờ Denver gửi hộ bức thư. Dù cho tên giám đốc mất dạy thế nào, trong tình thế nguy hiểm Mison vẫn nhớ tới anh ta, còn anh ta thì chỉ nhớ tới vợ con. Cảnh sát lấy ra bản đồ của sở đúc tiền và đội đặc nhiệm sẽ tiến vào qua lối thông hơi ngầm cho đến nhà bếp của căn tin để vào trong. Đội y tế cũng đã đến nơi, đại úy Cha Mu Húc sẽ cải trang thành nhân viên y tế và ca mổ sẽ được kéo dài lâu nhất có thể để câu thời gian cho đội đặc nhiệm tiến vào. Quay lại sở đúc tiền, Denver chuẩn bị đưa bức thư cho thằng giám đốc thì Berlin cũng tìm tới đưa điện thoại để hắn nói chuyện với vợ. À thế mật khẩu máy anh bạn là gì nhỉ? 1234 bạn ơi, ái chà anh bạn giỏi ghê, thế mà chưa bị vợ phát hiện ngoại tình cơ đấy. Cuối cùng bọn họ cũng kết nối được với tình yêu của giám đốc. Còn hắn ta thì làm như sắp phải đắp chiếu không bằng. Nếu anh mà chết hãy bảo với lũ trẻ là anh yêu chúng rất nhiều và cả em nữa. Denver nghe vậy cảm thấy khinh bỉ, yêu vợ yêu con mà lén nướng củ khoai bên ngoài. Tức giận anh vò nát tờ giấy mà Mison nhờ anh gửi. Bên ngoài trước khi để đại úy Cha Mu Húc vào trong, biết khi vào bọn chúng sẽ lục soát toàn thân, khó mà liên lạc với bên ngoài, nên Huzin đã chuẩn bị cho anh một chiếc kính gắn camera có truyền dẫn không dây. 53 tiếng sau khi sở đúc tiền bị chiếm cứ, đội y tế nhanh chóng tiến vào trong. Ngay lúc đại úy đi vào thông qua camera, giáo sư cũng biết được anh ta là người của đội đặc nhiệm. Trong lần đến đưa điện thoại cho Huzin, giáo sư đã gặp qua. Ngay lập tức giáo sư gọi điện thông báo cho Berlin để phòng hắn ta. Nếu mục đích vào trong chỉ là để tìm hiểu thêm tình hình thì chúng sẽ không liều lĩnh thế này, cần tìm ra động cơ thật sự của chúng. Phía ngoài đội đặc nhiệm cũng bắt đầu tiến vào bên trong qua đường thông gió. Sau khi kiểm tra thiết bị trên người, chiếc kính camera của đại úy cũng thành công qua mặt được bọn cướp. Vì là người của đội đặc nhiệm nên đại úy không dành ngôn ngữ y học cho lắm, nên lúc lấy dụng cụ bác sĩ phải dùng các ngôn ngữ thông thường cho đại úy dễ hiểu. Lúc này Berlin đi tới khịa bác sĩ, tay run thế này thì đồng chí có mổ được không đấy? Không những vậy, Berlin còn cố tình làm khó đại úy, chĩa súng bắt anh phải làm. Nghe giọng thì biết được đại úy là người Triều Tiên, Berlin lập tức tra hỏi anh ta thật sự là ai. Thật ra tôi là cảnh sát chứ còn ai nữa. Đại úy nói mình có mặt ở đây là để đảm bảo an toàn cho đội y tế, không có động cơ khác. Xin lỗi vì đã nói dối, nhưng đó là lệnh của cấp trên không thể tránh, đằng nào cũng bị lộ. Đại úy đành phải nói như thế,
để bọn họ không phát hiện ra kế hoạch để các anh em đặc nhiệm đột nhập vào trong. Sau một hồi thuyết trình, Berlin đã buông lòng cảnh giác rồi kêu Denver trông chừng bọn họ. Denver cũng tìm cơ hội nhảy đồ của bác sĩ về. Đội đặc nhiệm cũng đã tới nơi dùng khoan để mở ốp thông gió nhà bếp chuẩn bị tiến vào. Lúc này giáo sư cũng phát hiện ra đại úy trang bị kính camera và máy nghe lén. Bọn họ cần truyền đạt tình hình trực tiếp. Giáo sư kết luận rằng chúng đang dùng kế nghi binh. Sau bao nhiêu lần nhảy đồ không thành, cuối cùng Denver cũng nhét được vào túi. Lúc này Gio xuống dưới và truyền đạt lời của giáo sư lại cho Berlin. Lính đặc nhiệm cũng bắt đầu hành động. Còn sau khi mổ cho giám đốc xong, đội y tế lập tức rời khỏi. Đi ra đến ngoài thì đại úy cũng phải ê cu đứng hình mất 5 giây khi thấy bọn cướp thay đổi mặt nạ. Kế hoạch nghi binh của cảnh sát đã bị bại lộ. Giáo sư lại đi trước bọn họ một bước, giờ đội đặc nhiệm mà vào nhìn phát là biết ngay. Biết vậy, khi vừa ra khỏi cửa, đại úy đã ra hiệu dừng ngay kế hoạch tác chiến, ra lệnh cho đội đặc nhiệm rút lui khẩn cấp. Đội đặc nhiệm nhận lệnh cũng nhanh chóng rút lui. Còn băng cướp cho lục soát quanh sở để tìm kiếm lính đặc nhiệm, nhưng bọn họ đã nhanh chân trốn thoát khỏi sự truy lùng. Giáo sư nhân cơ hội cũng phản công lại đội đặc nhiệm. Anh sử dụng chiến thuật ngựa gỗ thành choi, cho Gio hack vào điện thoại của đại úy để xâm nhập ngược lại doanh trại cảnh sát. Một lần nữa giáo sư đã qua mặt được cảnh sát và làm chủ cuộc chơi. Bên này Tokyo tiêm thuốc mê cho Mison để chuẩn bị mổ. Cái tay này chuyên đấm người khác nên khi chuẩn bị mổ cho Mison, trong lòng có chút run run. Không ai mổ được, thế là Tokyo đành phải đi tìm Gio. Vừa tới nơi cô liền bị Oslo khống chế. Berlin cho rằng hai người đang giấu anh ta chuyện gì đó, rồi anh dọa sẽ trói Tokyo rồi ném ra cho cảnh sát. Gio hết cách đành phải nói ra. Berlin nhanh chóng tìm tới chỗ Denver. Anh chĩa súng định giết Mison, nhưng Denver liều chết ngăn lại. Berlin lo rằng nếu cô ta còn sống, nỗi sợ sẽ trở nên vô dụng, rồi đám con tin sẽ phát hiện ra họ nói dối. Nhưng mặc cho Berlin uy hiếp đếm đến 3, Denver quyết tâm bảo vệ Mison. Đúng lúc này Nai, Zubi xuất hiện chĩa súng vào Berlin. Tokyo cũng có mặt xử lý Oslo. Tình thế của Mison lúc này vô cùng nguy hiểm. Cô bắt đầu xuất hiện trạng thái co giật. Vì vậy Tokyo nói Gio phải làm ngay, nếu không thì cô ta sẽ chết. Nhưng cậu đắn đo nên Tokyo quyết định tự làm, vì không thể để Tokyo nghĩ mình là trẻ con mãi được. Gio quyết định lấy lại tự tin, xung phong thực hiện ca mổ. Với kinh nghiệm bao năm học y, cuối cùng Gio cũng gắp được viên đạn ra. Nhưng vì Gio mắc hội chứng sợ máu nên vừa làm xong cậu lập tức phải đi giải tỏa. Tuy vậy nhưng nhà Gio cũng mấy đời làm nghề bác sĩ, mà cũng vì hội chứng sợ máu nên cậu đã thôi học, khiến bố Gio cho rằng cậu là kẻ vô dụng. Còn Gio thì liên tục tìm cách để ông thất vọng. Vụ này mà để lộ ra ông không thất vọng mới lạ. Mục tiêu của Gio là sau khi thành công vụ này sẽ mua một hòn đảo hoành tráng và sống cùng Tokyo ở đó. Nghe thấy vậy Tokyo có chút ngại ngùng nên cô đứng dậy rời khỏi. Sau đó cô gọi điện cho giáo sư báo là Mison vẫn còn sống. Giáo sư cảm kích vô cùng, lập tức cho Tokyo lên làm chỉ huy. Còn Berlin thì bị trói lại coi như là hình phạt. Vì cố phạm luật không ai phải chết, sau đó tước súng và nhốt lại cho tới khi giáo sư quyết định cần đến anh. Vụ việc con tin bị bán chiều nay cũng được báo chí đưa tin rầm rộ. Họ trách rằng cảnh sát không phân biệt được đâu là con tin. Báo chí nước ngoài cũng đưa tin, vụ án trở thành tai tiếng của nước nhà. Thanh tra Hu Jin bây giờ trở thành tâm điểm của dư luận chỉ vì ra lệnh bắn nhầm con tin. Tuy bề ngoài cố tỏ ra là mình ổn, nhưng với tình hình bê bối như vậy ai mà không có chút suy sụp cơ chứ. Hu Jin tìm tới nhà hàng của giáo sư, thật lòng xin lỗi chuyện hôm bữa. Mọi chuyện đến giờ đều diễn ra như anh dự tính, ngay cả trong và ngoài sở đúc tiền và cả chuyện Hu Jin tìm đến tối nay. Nhưng dù giáo sư có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì vẫn sẽ có những việc xảy ra ngoài dự đoán của anh ta. Mà thanh tra Hu Jin sau sự cố bắn nhầm con tin và áp lực cuộc sống nên cô đã tìm tới giáo sư để tâm sự về lý tưởng cuộc tình. Và đương nhiên hai người đã có một đêm mặn nồng với đầy đủ các tư thế. Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp, nhưng đâu ai biết những mầm móng làm sụp đổ kế hoạch của giáo sư đã dần mọc lên. Một đặc vụ còn mắc kẹt lại sở đúc tiền lúc trước đã trà trộn vào đám con tin một cách thần không biết quỷ không hay. Anh ta nhận lệnh từ cấp trên, mau chóng tìm ra tên giáo sư và giết hắn đi. Đó là ưu tiên hàng đầu. Hắn chết rồi đám cướp sẽ như rắn mất đầu, sau đó quân đội bên ngoài sẽ ập vào trấn áp. Còn Tokyo, sau khi cứu sống Mison đã được giáo sư bổ nhiệm làm chỉ huy, đồng thời thông báo với mọi người Berlin sẽ tạm thời vắng mặt trong một thời gian. Và sự thật Mison vẫn còn sống, mọi người nghe thấy thì vui mừng khôn xiết. Nairobi còn nói chúng tôi không có ý định làm hại bất kỳ ai, hãy quên những gì Berlin đã gây ra và chúng ta cùng xây dựng lại mối quan hệ hợp tác, ok chứ? Nếu đồng ý thì hãy chia nhau ra làm việc, còn những người bị thương sẽ được nghỉ ngơi. Phía Bộ An ninh Triều Tiên cũng không chịu khoanh tay đứng nhìn, trực tiếp đến gặp đại úy để tìm manh mối. Họ phát hiện ra việc bổ nhiệm cho thanh tra Hu Jin phụ trách vụ án này đã nằm trong kế hoạch của nhóm cướp. Nói cách khác là chúng biết rõ về Hu Jin và lợi dụng cô ta để điều khiển thế trận này.
Về phía thanh tra Hu Jin, sau một đêm làm tình cực khoái, tinh thần của cô đã trở nên ổn áp, thúc đẩy mọi người điều tra vụ án. Nhưng cô đâu có ngờ mọi đường đi nước bước của phía cảnh sát đã bị giáo sư biết rõ thông qua con ngựa thành Choi. Hu Jin gọi điện cho giáo sư tiếp tục hỏi thăm tình hình về các con tin, biết đồ ăn sắp hết, bọn họ đề nghị cung cấp miễn phí, coi như thiện chí đổi lại phải đảm bảo cho các con tin được an toàn. Quay trở lại bên trong sở đúc tiền, với người đứng đầu là Tokyo, các con tin có phần thoải mái hơn lúc trước, không khí phần nào giảm bớt sự căng thẳng. Họ nhận ra ngoại trừ Berlin thì mấy tên còn lại cũng không xấu xa cho lắm. Riêng thằng cửa hó giám đốc, lúc sắp chết thì yêu vợ, yêu con, giờ sống lại bắt đầu gạ tình nướng khoai. Denver nghe thấy mắc ói liền đưa Mison đi chỗ khác. Mison được Denver chăm sóc lâu dần cũng có cảm tình, mặc dù là cướp nhưng ở bên cạnh anh ta thật là ấm áp. Khi này Anna đã gặp được đặc vụ lần trốn trong sở, cô bé đề nghị giúp đỡ. Anh hỏi Anna có biết giáo sư là ai không? Cô bé nói chưa thấy giáo sư nhưng có người chắc sẽ biết, rồi dẫn anh đến gặp Mison. Nhưng Mison cũng chỉ từng nghe qua bọn cướp có nhắc đến cái tên giáo sư, còn cụ thể là ai thì cô cũng không biết rõ. Lúc này thằng cửa hó giám đốc cũng xuất hiện góc vui, anh ta nảy ra ý tưởng nhờ Mison dụ dỗ lừa Denver vào trong, sau đó bắt anh ta lại để tra hỏi. Mặc dù có chút áy náy, nhưng vì để mau chóng thoát khỏi đây cô liền đồng ý. Mọi chuyện đúng như dự tính. Sau khi nhận được lời nhắn từ Mison, Denver thật thà không chút nghi ngờ liền đi tới điểm hẹn. Bất ngờ anh bị cảnh sát đánh ngất từ phía sau, bọn họ bắt đầu tra tấn ép anh phải khai ra giáo sư là ai. Denver thà chết không phản bội đồng đội, có đánh đập cỡ nào cũng không hé răng nửa lời. Thằng giám đốc bắt đầu sử dụng bộ não heo của mình để suy đoán, do Berlin đang bị nhốt nên loại trừ khả năng. Suy cho cùng thì chỉ có Tokyo là đủ thông minh để chỉ huy và chỉ có cô dám chống lại Berlin, nên hắn chốt một câu xanh dờn, Tokyo chính là giáo sư. Phía thanh tra Hu Jin đã nghi ngờ giáo sư không có ở trong sở đúc tiền, thực chất hắn đang quan sát tất cả tình hình và chỉ đạo lũ cướp từ bên ngoài, vì khi trước cô có hỏi anh ta về bữa ăn sáng, nhưng trong thực đơn của xưởng đúc tiền hoàn toàn không có món sandwich. Giáo sư nghe thấy liền đơ người, chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể khiến kế hoạch sụp đổ. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, họ còn điều tra được một chi tiết hết sức quan trọng. Chiếc xe mà bọn cướp đã sử dụng trước lúc vụ án xảy ra được tìm thấy ở bãi xe Hyeongje gần sông Jijin. Nếu lấy được chiếc xe đó, cảnh sát sẽ có được dấu vân tay và ADN của băng cướp, từ đó cũng biết được thông tin của từng thành viên trong băng cướp. Giáo sư nghe vậy liền gấp gáp gọi điện cho Oslo để xác minh, vì anh ta phụ trách việc xử lý chiếc xe. Nhưng anh ta nói mình đã thuê người xử lý chiếc xe rồi, còn họ đã đốt chưa thì tôi không biết. Giáo sư đành cạn lời với tên mập này, anh đành phải giao lại toàn bộ mọi việc ở đây để Tokyo xử lý, còn mình lập tức đi tìm chiếc xe để tiêu hủy. Đại úy Cha Mu Húc lúc này cũng nhận được tin báo từ trong sở là đã tìm thấy giáo sư, chuẩn bị kế hoạch ra tay chấn áp. Giáo sư rất nhanh đã tìm đến bãi xe, thành công lấy trộm chiếc chìa khóa. Nhưng chưa kịp rời đi thì đám người ở bãi xe đã bước vào, công việc bị bại lộ. Giáo sư nhanh trí cầm bình nước nóng tạt vào mặt bọn chúng sau đó tẩu thoát. Sau khi xác định được vị trí của chiếc xe, giáo sư đổ dầu xăng ra xe để chuẩn bị thiêu hủy nó. Không may cảnh sát đã tìm đến nơi, thanh tra Hu Jin phát hiện trong xe có người. Họ bao vây uy hiếp giáo sư, nhưng con xe này là vật chứng quan trọng nhất của vụ án, nếu rơi vào tay cảnh sát thì mọi chuyện coi như xong. Vì vậy giáo sư liều mạng phóng chiếc xe ra ngoài bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của cảnh sát. Bên trong xưởng đúc, Mison bắt đầu cảm thấy áy náy lương tâm, hối hận vì đã lừa Denver, không nhẫn tâm nhìn ân nhân cứu mạng mình bị hành hạ nên cô đã đi tìm. Nhưng tên khốn giám đốc nhân cơ hội trả thù Denver, hắn ra tay đánh cho Denver te tua bầm dập. Mison thấy vậy liền tới ngăn hắn ta lại, nhưng thằng cờ hó này thật bỉ ổi, còn định ra tay đánh cả phụ nữ. Denver tức giận đứng dậy đá một phát vào mồm làm hắn ngất xỉu, rồi nhanh chóng thoát khỏi đây và chạy đến chỗ Tokyo để thông báo. Viên cảnh sát cũng bắt đầu hành động, anh khởi động thiết bị báo cháy để thu hút sự chú ý, sau đó phun khí lạnh để che khuất tầm nhìn. Phát hiện có kẻ đột nhập Tokyo, nói Nairobi tạm dừng việc in tiền và cho sơ tán con tin tới sảnh chính, còn mình sẽ đi đến phòng triển lãm để kiểm tra. Đứng giữa sương khói mở nhân ảnh, Tokyo hoàn toàn rơi vào thế bị động. Đúng lúc này Denver chạy đến nói với Tokyo có kẻ muốn truy sát cô. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, Tokyo đã rơi vào tầm ngắm của tên cảnh sát. Tình thế hết sức nguy hiểm, một tiếng súng vang lên, nhưng người nằm xuống không phải là Tokyo mà là tên cảnh sát. Berlin đã xuất hiện kịp thời và xả đạn vào người anh ta để chút giận. Hóa ra trước đó Berlin đã giả vờ co giật rồi lợi dụng sơ hở đánh ngất Gio và thoát khỏi đó. Quay trở lại bên ngoài, lúc này giáo sư đang bị cảnh sát dí theo không ngừng. Nhìn giáo sư vậy thôi, chứ tài năng lái xe không thua gì hội ninja Việt Nam. Đang chạy xe với tốc độ cao thì gặp ngay con công nông chặn đường, nên giáo sư đã phải đánh lái úp xuống ruộng, chuyển sang đua xe địa hình.
thông chốt các vườn hoa quả của nông dân. Cuối cùng giáo sư cũng bị cảnh sát chặn lại, nhưng vì những trái cà chua dính đầy kính xe nên cảnh sát cũng không thể thấy mặt được người ngồi trong. Rồi giáo sư châm điếu thuốc hít một hơi lấy lại tinh thần, phóng hết cỡ lao xuống bờ mương gần đó. Khi cảnh sát tới nơi thì chỉ còn lại xác chiếc xe bốc cháy, còn giáo sư đã nhanh chân trốn thoát. Cảnh sát lần nữa bị giáo sư đi trước một bước. Bên cánh nhà báo cập nhật tin tức nhanh như bị ma đuổi, trong khi cảnh sát vẫn đang mơ hồ điều tra, gia đình con tin thì tụ tập trước sở đúc tiền chờ đợi tin tức trong tuyệt vọng. Dư luận ngày càng chỉ trích gay gắt sự thờ ơ của đội đặc nhiệm và cảnh sát. Khi thanh tra Hu Jin trở về, cô trực tiếp chỉ trích đại úy Cha Mu Húc vì sự phán đoán sai lầm của anh mà một đặc vụ đã phải đáp chiếu. Nhưng sau đó đại úy nói với cô một tin động trời, đó là bọn cướp đã chọn thanh tra Hu Jin. Nói như vậy không khác gì họ nghĩ cô là kẻ phản bội, không tin tưởng nhau thì làm việc kiểu gì đây. Nhưng đại úy chỉ nói để cô biết chứ không có ý gì, vì nếu cô phản bội thì đã không sống chết đuổi theo chiếc xe đó như vậy. Mọi người vẫn nghĩ bọn cướp đã giết chết đặc vụ kia và đang tìm cách để che giấu. Thanh tra Hu Jin đã nghĩ ra cách xử lý, lợi dụng việc giáo sư không có ở trong xưởng đúc tiền và việc băng cướp rất để ý đến dư luận, nên họ sẽ dựa vào những điểm này để giành lại thế chủ động. Giáo sư cũng đã trở về và liên lạc với xưởng đúc tiền. Tokyo nói với giáo sư muốn để Berlin quay trở lại làm chỉ huy. Có lẽ Berlin đã đúng, khủng bố là cách tốt nhất để kiểm soát đám con tin. Nhưng đối với Berlin lúc này mà nói, chỉ cần kế hoạch thành công và mọi người có thể an toàn rời khỏi mới là điều quan trọng nhất. Mâu thuẫn trong bang dần được hóa giải, có vẻ mọi người đã thấu hiểu cho nhau hơn. Đột nhiên phía cảnh sát gọi tới đàm phán, họ tra hỏi về tiếng súng khủng hoảng đó. Giáo sư nhanh trí đáp lại đó là do bọn tôi tập bắn. Nhưng thanh tra Hu Jin một mực khẳng định rằng bên phía giáo sư đã giết người. Bên ngoài lúc này vô cùng hỗn loạn, gia đình con tin muốn biết liệu người thân của mình còn sống hay đã chết. Dư luận thì đòi trấn áp bằng vũ lực mặc cho giáo sư có giải thích là bên mình không giết ai. Nhưng vì để ổn định cái dư luận này, thanh tra muốn đích thân đi vào sở đúc tiền để kiểm tra cho chắc ăn. Đương nhiên là giáo sư không thể nào chấp nhận điều đó. Nhưng nếu không làm như vậy thì rất khó để xoa dịu dư luận. Điều đó sẽ khiến cả hai bên khó xử. Nếu giáo sư không đồng ý thì bên cảnh sát không thể đảm bảo tiếp tục cung cấp lương thực như đã hứa. Đứng trước những điều khoản này, giáo sư đành chấp nhận, nhưng đừng có giở trò như lần trước. Thanh tra Hu Jin nói sẽ vào một mình, nhưng sẽ mang máy quay vào để phát trực tiếp. Vì nếu các anh giữ lời hứa thì công luận cũng nên biết. Còn nếu các anh từ chối, chúng tôi đành phải thông báo với các ký giả ngoài kia rằng băng cướp đã từ chối xác nhận sự an toàn của các con tin. Đối với giáo sư mà nói, cướp tiền cũng chỉ là một chuyện, mà phần quan trọng là khiến dư luận phải công nhận. Vì vậy anh đồng ý để thanh tra vào cùng với lương thực trưa mai. Giáo sư dặn các thành viên hãy chuẩn bị kỹ cho vụ này, vì mảnh ghép cuối cùng của kế hoạch là làm dư luận ủng hộ ta. Tokyo bắt đầu tập trung con tin ra sành. Tên cờ họ giám đốc vừa gặp Mison đã đẩy ngay cô vào góc tường. Hắn nổi điên lên cơn ghen với Denver. Hắn còn dọa nếu ra được khỏi đây sẽ làm hỏng đời Mison rồi, sẽ cho mọi người biết cô là kẻ phản bội ăn nằm với cướp. Mison bực tức ném thẳng dây chuyền vào mặt hắn. Thằng này định ra tay đánh cô thì Denver xuất hiện kịp thời cản lại. Với vẻ mặt sắc lạnh như lâm sung, Denver bẻ tay dọa hắn, nếu còn bắt nạt cô ấy nữa thì tao sẽ giết mày. Trước những lời răn đe, hắn cũng đành phải gật gật cho qua chuyện. Quay lại sảnh, Tokyo thông báo với mọi người buổi trưa cảnh sát sẽ vào để xác nhận sự an toàn của các con tin. Bởi vì gia đình bọn họ đang ở bên ngoài và lo lắng về tiếng súng nổ hôm qua. Berlin cũng từ trên đi xuống cảnh cáo con tin, đồng đội tôi vẫn sẽ tiếp tục đối xử nhân đạo với các đồng chí, nhưng nói thật thì tôi cũng chẳng còn gì để mất, nên tốt nhất các đồng chí đừng làm gì ngu ngốc vì sẽ có camera vào cùng. Nên Tokyo khuyên mọi người nên đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho để còn lên TV. Trong lúc đi vệ sinh, Anna lại kiếm chuyện nói với chú phó giám đốc, cảnh sát sắp vào rồi, chúng ta phải làm gì đi chứ? Nhưng mà bọn cướp đã cảnh cáo rồi, chú mà phản động là chúng sẽ gõ đầu chú thì làm thế nào? Bỗng dưng có tiếng ai đó thì thầm vụt qua nơi đây. À, thì ra là thằng của họ giám đốc lại chuẩn bị bày trò các bạn ạ. Sau bao lần thất bại, hắn lại tiếp tục vạch ra một kế hoạch, đó là ghi một tờ giấy đưa cho cảnh sát với nội dung là đặc vụ hôm qua đã bị đắp chiếu, rồi có bao nhiêu tên cướp trong sở đúc tiền, thân phận thật sự của chúng. Điều quan trọng nhất là lũ cướp đang ở đây để in Colime. Nhưng mà e rằng nếu lần này để chúng bắt được thì sẽ bị ngũ mã phanh thây là cái chắc. Tên lưu manh mặt lờ giám đốc muốn để Anna làm việc này vì hắn đã bị bọn cướp liệt vào danh sách đen mất rồi. Phó giám đốc lại nghĩ thằng cờ hó lại lên cơn, nhưng ngoài dự đoán, Anna tình nguyện làm việc này. Thế là phó giám đốc nhân cơ hội nhảy vài tờ Colime để Anna viết thư đưa cho cảnh sát lúc phỏng vấn. Thời gian cũng đã đến, cửa chính sở đúc tiền được mở ra. Thanh tra Hu Jin đi vào cùng với một người quay phim. Vừa vào đến nơi, điều làm cô và khán giả đang xem sóng trực tiếp phải ngạc nhiên đó là Berlin hiên ngang bước ra để lộ mặt thật của mình.
sau đó dắt họ vào gặp các con tin. Giáo sư lúc này cũng có mặt bên ngoài sở đúc tiền lặng lẽ quan sát buổi ghi hình trực tiếp. Bây giờ Becklin sẽ đưa từng con tin ra cho họ gặp, điều đó là để duy trì trật tự ở đây. Khuôn mặt đầu tiên không ai khác là thằng giám đốc cho dòng cửa hó. Bên cảnh sát xin lỗi về cú bắn nhầm hôm qua, tuy nhiên vết thương của ông ta đã lành và không có gì đáng lo ngại. Ngay sau đó là phỏng vấn các con tin tiếp theo. Họ đều được an toàn, vẻ mặt không có chút gì phải lo. Gentino đã quên lo lắng. Mặc cho thanh tra Hu Jin có hỏi về vụ nổ súng hôm qua tới đâu, nhưng cũng chả ai biết gì để mà trả lời. Bên ngoài đại úy cha Mu Húc cũng đã điều tra ra danh tính thật sự của Becklin. Nhưng đối với Becklin từ nhỏ đã lớn lên trong tù thì có gì mà phải sợ. Cho tới khi Anna được lên phỏng vấn, bố mẹ cô ở ngoài thấy con gái vẫn an toàn nên cũng yên tâm phần nào. Lúc này cô gái giả vờ ngàn lần yếu đuối để thanh tra lại gần an ủi, đang định nhân cơ hội nhét tờ giấy vào túi thanh tra, nhưng Tokyo ở bên cạnh đã nhanh chóng phát hiện ra cái trò mèo này, liền ngăn cản và đưa cô trở lại vào trong. Thanh tra Hu Jin cho rằng phỏng vấn từng người rất tốn thời gian nên muốn Becklin đưa tất cả con tin ra cùng một lúc. Becklin cũng chẳng có gì phải sợ, lập tức cho tất cả con tin ra xuất hiện cùng lúc. Bỗng dưng thanh tra Hu Jin lấy ra một tờ danh sách con tin để so sánh và xác nhận từng người. Qua một vòng kiểm định cuối cùng, thanh tra kết luận thiếu mất một người, là bảo vệ hợp đồng Park Chun-gu 33 tuổi, là người bị Becklin bắn chết hôm qua. Nhưng sau bao ngày tháng ăn ngủ gắn bó cùng con tin, Becklin nói bốc phét ít thôi làm đéo gì có thằng nào là Park Chun-gu. Nhưng Hu Jin vẫn cố cãi là có anh ta trong danh sách, rồi đưa cho các con tin xem, nhưng không ai biết để mà trả lời. Bỗng dưng Anna vùng mình nói đã gặp chú ấy. Thấy vậy Tokyo nhanh chóng bịt miệng nhóc lại. Người bên ngoài xem trực tiếp cũng không giữ nổi bình tĩnh, được đà thanh tra khiêu khích liệu băng cướp đã giết anh ta chăng. Becklin cũng không nhịn nổi nữa, anh xé nát danh sách rồi nói thẳng bố lo đó là cảnh sát. À, thế là anh thừa nhận đã giết cảnh sát đúng không? Chính các cô đã cho đặc vụ đột nhập thì kêu ca cái gì? Bọn tôi làm thế là để tự vệ. Thanh tra Hu Jin kết luận băng cướp đã làm trái luật, vì thế bọn họ bắt buộc phải thả các em học sinh ra. Người dân cũng cho rằng nên làm như thế, nhưng Becklin đâu có ngu, cô làm như thế để bọn tôi thả con gái đại sứ quán ra, sau đó cho cảnh sát san bằng chỗ này chứ gì. Nước đi thông minh đấy. Cuối cùng Becklin cũng tung ra con ác chủ bài, họ đưa tới một con tin, lột mặt nạ ra đặc vụ Park Chun-gu vẫn còn sống. Thanh tra Hu Jin thấy vậy thì cũng đơ luôn. Mọi người cũng vô cùng bất ngờ. Thật ra trong cơn phẫn nộ hôm qua, Becklin đã xả đạn vào người đặc vụ. Rất may anh ta có trang bị áo chống đạn. Becklin đã giữ nguyên tắc mà giáo sư luôn nhấn mạnh, vì vậy mà họ có cơ hội khiến dư luận nghiêng về phía mình. Cùng lúc giáo sư đã tung ra đoạn băng ghi hình về kế hoạch cầu thả của đội đặc nhiệm trong sở đúc tiền. Điều đó có thể gây nguy hiểm đến sự an toàn của các con tin. Becklin nhân cơ hội sóng trực tiếp, anh kết luận hành vi của đặc vụ là gây rối và lợi dụng tình hình để giết chỉ huy của họ, sau đó cho cảnh sát vào trấn áp. Đối với lời lẽ đầy tinh tế, Hu Jin chỉ biết cầm lặng trước mọi tình huống. Ở bên ngoài thì người dân hết sức phẫn nộ, không ngừng đổ lỗi lên người cảnh sát. Becklin nói tuy bọn tôi là cướp thật đấy, nhưng tính mạng con người là trên hết, ít nhất là hơn cảnh sát. Nếu trong đây có ai phải chết thì có lẽ tôi là người đầu tiên. Báo chí lúc này đưa tin rầm rộ về hành động cầu thả của cảnh sát. Một lần nữa giáo sư lại chiếu tướng cảnh sát, băng cướp giờ đây cũng nhận được tin vui, mốt cầu đã đào tới đất rồi. Đường hầm sắp sửa đào xong, tiền cũng nhanh chóng được in đủ. 3 ngày nữa, họ sẽ rời khỏi đây. Mọi người mãn nguyện cười trong chiến thắng. Còn về phía thanh tra Hu Jin, dưới áp lực của dư luận tầm này, cô cũng đã buông thả tất cả mệt mỏi để tìm tới giáo sư uống rượu giải sầu. Hu Jin đã quên đi hiện thực khi ở bên cạnh giáo sư. Mặc dù vậy giáo sư vẫn không cảm thấy tội lỗi chút nào khi ở bên cạnh cô. Phim đến đây là hết mất rồi. Cuối phim, sau khi đưa giáo sư về đến nhà, thanh tra Hu Jin vô tình phát hiện ra một góc tờ tiền mà Anna đã cố gắng nhét vào túi cô, rồi bị Tokyo phát hiện. Liệu rằng cảnh sát có thể nhờ đó mà lật ngược ván cờ? Còn giáo sư về đến nhà thì ngay đằng sau là giọng nói của đại tá Cha Mu Húc. Có lẽ nào anh ta đã phát hiện ra danh tính của giáo sư. Muốn biết thì cùng chờ đón xem phần tiếp theo nhé. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.